Ủa sao nãy đem ra tiệm mà thấy đời được ngoài giờ? Không thấy đời được mà bây giờ về đó. Nè, anh ta nói gì cầm á, lúc mua cầm không có cúng. Lúc chạy không coi ngày, không coi giờ, coi phút, coi giây. Giống như á, mình bước lên xe phải bước chân nào trước, chân nào sau. Chứ mình bước lên xe mà ẩu là không có được nha. Đó, nãy có người comment nói gì cầm. Mua em chiếc xe đạp tiền đi. Bắt đầu mua xe đạp cùng với sao ơi. Nó vô có đức chính em vô chạy dậy. Má chồng có tiền mà đưa con vô bệnh viện không? Đúng rồi, má chồng đang khổ. Má chồng đang khổ. Để lát đó, hả? Để mỗi nào thì hả mua cái bình nói. À. Má chồng đang khổ. Má chồng đắt cái thang á, dậu. Đâu để em đem đời thử đi, ông có chỉ em đời á. Nãy xe ra cũng coi rồi là đời được, ngay giờ cũng về lại bị nữa. Cái thang bị yếu rồi, cái này là thang nó bị yếu rồi. Coi cái bình đó. Không, bình ta mới đổi vô rồi, hôm qua đổi xong về chạy được. Xong bình làm được. Nên giờ bị nữa là nghĩ thang. Lúc có cái nút này là nó cũ quá, nó bị lờn á. Cái thang cái nút này đó. Mà nút này em nghĩ không đến nổi đâu. Em nghĩ cái cục thang đời á, thang đời nó bị yếu rồi. Hai thang đề nhiêu cục đó nhiêu tiền? 70 ngàn. 70 hả? Có đem không? Nó đem cô với cô hôm qua cho tao mẹ. Chứ có bán thang không? Cho cục thang gì cầm bán gắn vô xe đi. Rồi xe bị hư cục thang rồi lấy gì đúc. Con nghi quá con. Cái xe này 3 ngày bán vậy. Đúng rồi con đó. Bây giờ mày tâu 2 triệu cho tao đi, tao mua cho trời đánh nó hưởng lộn. Rồi đẩy luôn. Vì cháu mình làm ăn nè. Rồi bán luôn được. Được không? Không. Đưa tiền đô luôn à. Không. Rồi bán 100 đô được rồi. Lời ăn lỗ triệu đúng không? Lời ăn lỗ triệu. Không. Ôi sao xe bị hư hoài, nãy tự nhiên ngay tiệm á thì đời được. Về nhà đời không được nữa. Ông bị thang rồi. Cái này không là cãi bình, cái này là thang đời rồi đó. Đưa điện thoại đây, đụ nó mày với nó có ngày tao mất điện thoại. Má rảnh ghê. Trời ơi, điện thoại để đây mà. Ôi, định nó nha. À, thấy không. Giờ đi mua em chiếc xe đạp điện đi. Ôi, chiếc xe đạp điện hả? Căng quá vậy. Căng quá vậy, tội. Xe đạp chưa có xong. Trời ơi, điện chạy đã má, xe đạp tới mùng kìa. Trời ơi, điện. Kêu chồng vô đi. Nói là em giờ bà em muốn cầm chiếc xe đạp điện để em đi bán vé số. Biết đạp không? Trời ơi, ai kêu hoài vậy con? Gì? Vợ con? Chồng ơi. Bộ đại 2 kg. Chồng ơi. Chừng nào con về con. Đâu có ai đưa đâu nhận. Ôi. À, tết vui vẻ bên Mỹ giờ cả tặng 100 đô đi. Sao kiên việt cái càng giả? Tiền việt ha. Trời ơi, giờ chức lại đòi qua nhà anh Cứng Nguyễn nữa. Cái này chức mến anh Cứng Nguyễn quá. Đi nữa hả? Mà gọi anh trước đi, anh tới nhà thôi. Đi kìa. Đi kìa. Đi kìa. Ủa bà nhớ chồng thì ta cũng nhớ chồng. Đó giờ bắt đầu dì cầm á, thấy anh Hưng chở chức lên Cứng Nguyễn. Lấy áo khoác, lấy đồ, những gì cần thiết của dì chức nha. Nên dì cầm á vừa nghe kinh lời cầm phải đi theo liền. Trời ơi, vợ lớn đi đâu mà vợ nhỏ đi đó thôi. Ờ không, cầm đi trước luôn nha cả nhà. Dù xe đang bị hư trục chặt mày cầm đừng ngứt, rất là sung. Lẹ đi. Cho bà ở nhà bây giờ á, khỏi chồng con gì. Nghe nó đi mày phải lắm. Lên đi, lên con lấy dắt cho. Trời ơi. Đó đúng là thiệt á, ai cũng mối trình cây ba cây tư hết trời đó. Thôi đi anh kìa, đi chung đi, anh chở anh quay. Tết tới nợ không có cầm gậy đi trên đâu nha cầm. Nói chung hôm nay dì chức cũng có một cái điều gì đó gọi là vui vẻ nha dì chức.
mày chứ muốn nhận tin vui cân buồn. Tin vui. Tin vui hả? Tin vui kỳ chứ không có hả? Chứ có kinh buồn thôi. Khỏi luôn. Đó hôm nay anh chị Mạnh Thường Quân nước ngoài á cũng coi được cái clip của con vừa phát từ thiện, cũng xin gửi cho anh Dậu 100 đô nha cả nhà. Ôi, anh có hả? Ừ. Đó đây là 100 đô nha. Dạ em gửi anh Dậu nha. Bữa chị đó cũng coi được cái clip phát từ thiện nên chị đó cũng gửi anh chút quà. Cứ quên cô Trang Công chứ quên. Hả? Cô Trang Công. À, số tiền đi Vũng Tàu rồi đó ba. Thiện nha cô Văn Công ơi, cái gì cũng cảm ơn cô nhiều nha cô, chúc cô năm mới thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha cô. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ rồi. Cảm ơn nha cô. Mà thương chầm á kêu em nha. Nếu thương em thì em về nhà má em đi. Còn nếu thương cầm thì chắc lòng không đi với cầm. Đó giờ một là chọn em hay là chọn cầm? Một là chọn em, hai là chọn cầm. Chọn em là chọn em là có tất cả. Chọn em là có quyền tất cả. Nhưng mà không vất vả. Lòng không. Chọn em là có tất cả. Hiện lên lên đi. Ba không có bấm rồi. Nè gì trước nó chọn em là không không vất không có tất cả mà không vất vả nha. Bấm hoài hai đứa không bấm được cái lòng. Đâu rồi bấm chưa? Ê sổ đâu có gì? Ê tin nhắn đòi nợ kìa chứ có thiếu nợ ai không? Mẹ mà tao mượn từ ai đâu dữ nào. Ghê gõ ghèng luôn. Không có đâu má, biến đi má. 1 triệu thành 1 triệu 2, 3 5 triệu bằng 6 triệu. Đề nghị bà Trần Thị Chức ra ngân hàng đầu thú Việt Tiên Bang để gặp bên công nợ để giải quyết công nợ. Trời ơi, 50 triệu gì chứ? Ờ căng quá chứ. Công nợ 50 triệu như vậy. Vậy là đương giọng nó đi cái khùng đó mà. Tao kêu mà đi à. Cặp bi mấy cái giấy khùng đó cho tao, sao mày cũng cặp bi vậy? Mà lý tổ nè. Rồi để mày cầm ra giải gì chứ, giấy khùng gì chứ, là cái bài miễn tử cái gì chứ. Trời đi cặp bi tao mấy tờ lỡ. Ôi kính ngay chức gọi cho chồng quá trời luôn mà chồng không bắt máy luôn trời. Ai? Kính ngay chức mắm chai quá rồi chứ. Mấy của gì? Chức gọi cũng hơn cả chục cuộc luôn á mà chồng không bắt máy mà vẫn gọi hoài là hiểu rồi. Đi lên Tuấn Nguyễn xuất hiện lên. Họ tắt máy luôn. Xui luôn. Ê, bấm hình lại cho Dứt. Tắt màn hình lại Dứt ơi. Dứt xuống. Rồi, đây. Phải đây Dứt. Nhớ lấy nửa ký lạc trưởng chú ở quảng cáo trước nha. Bán cù bò luôn. Hỏi bánh tét quá trời, tao mày đi lấy bánh tét về bán kìa. Đâu để bán kìa. Bánh tét rồi bây giờ nó chưa đến tết, ta đặt đến tết. Nhưng mà có người ta đặt rồi nè má ơi. Thì đặt đi với nhà cháu rể kìa. Bữa trước đặt có 1 cặp chứ nhiều. Có 3-4 ngày nữa có con đặt rồi á. Thì chứ không có đặt nhiều. Có 1 cặp mà ối. Cháu rể bán bánh tét mà không đặt cho cháu rể, đặt người khác. Hôm bữa mua 1 cặp, mua cái bánh tét đâu 7 màu á, khoe. Ông Trần đi mua cái gì ông Trần nó gãi cho má bán đi ông Trần. Nó thảo ra ngoài chỗ Tạo Quyên á anh Phú Hữu á, Phú Hữu chỗ quận 5 này nè. Mua thì dễ rồi nhưng mà chưa bán này luôn, vì bác thảo giật gà đồ muối đồ quá trời luôn. Bán không lợi nhiều mà. Ông đây còn á, em vừa đồ á cho nên là có bắt máy đâu, chứ để ra cái chứng gì nó báo lời đâu sạch sẽ đi. Đồ chứng này. Nói chung bán anh Hưng nói nó bán 20 trứng trở lên nó bán. Chứ giờ nó lợi như anh bán lần phải 20, 50 trở lên. Một trứng bắt thảo cái đó mua nhiêu quá. Không có chỗ đâu phải lấy xỉ với số lượng lớn mới giảm giá nha. Số lượng lớn không giảm giá đâu. Như là 10 ngàn trứng hay chứ, bây giờ dứt thồn về một xe tải đi bán gì bắt thảo một chiếc xe tải về bán cái từ đứng tết luôn vừa rồi. Tối thằng chờ chờ thằng chồng nó làm cô kiệu vô món xong đi rồi cho chức bán một dịch thảo vô. Làm phải cái cháu dễ à trời ơi. Con đang lấy cơm khô về bán luôn nè. Trời ơi, năm nay dì cháu hợp tác là ăn nha mọi người. Đúng rồi. Dì lên là con lên, dì xuống là con cho xuống luôn.
con lên mình. Mày trốn qua lúc nào đi. Bấm lo lắm. Ừ, lẹ lên. Ai lo đang làm chuyện. Đang làm chuyện rồi, u bu rồi. Ba chồng sắp đổ mà đừng má quá chứ mày. Nhớ chồng quá. Hồi nãy giờ gọi liên tục cho mọi người, chồng mất máy nha. Giờ gì cầm mà gọi cái bắt máy liền cái là hiểu rồi chứ. Đúng rồi, đó căng nè. Bắt tụ mày vậy. Đi cầm coi thử đi cầm. Tắt đi. Tắt đi chứ, tắt đi chứ. Anh Tuấn Nguyễn mà bắt máy bên gì cầm là coi gì chắc hiểu rồi á. À, hiểu số phận này chứ ha. Đúng rồi, đừng có làm phiền nữa. Tắt rồi đó, đi cầm coi thử coi gì cầm. Hỏi giờ nữa gì cầm mà lại bị chặn rồi. Bị chặn rồi. Chặn rồi nè. Rồi chặn luôn rồi. Bên đây căng thẳng, bên kia còn căng thẳng hơn nữa. Không, chặn tin nhắn thôi.